lên đồng hồ cho bác nhé. Báo cáo bác là bán hàng thì không ai không muốn bán cả, có nhiều bác là hôm nay không mua được hàng nó nói nhiều cái nó không hay. Bởi vì là hàng thì đồng hồ em đăng lên nó nhiều số nhiều mã, do vậy mà các bác là muốn chốt số nào thì bác không gọi được cho em Tuấn không nghe máy được ấy, hoặc đè cuộc gọi bác nhắn tin luôn vào Zalo hoặc số điện thoại cho em, nhắn vào số điện thoại ấy là em sẽ mở lại. Bác chốt là con 55 chẳng hạn là em về em cứ mở lần lượt từ cũ đến mới, ai đặt ai chốt trước là người sẽ được, thế cho nó dễ. Chứ còn các bác cứ đợi là lâu lắm bác ạ nhé. Nên là đồng hồ thì nó nhiều nhưng bác gọi lần lượt, bác cứ nhắn vào là anh chốt này, em sẽ mở tin nhắn lần lượt mà. Bác nhắn trước là tin nhắn nó sẽ chạy về trước đấy. Sau đó sau đây em sẽ tiếp tục giới thiệu cho bác một số mặt hàng đấy nhé. Đấy giờ đến với con này đi bác, đến với con này nhá, vỏ đây còn nguyên này, con này này, ôi trời, con này mà các bác không lấy con gucci gucci, con này các bác không lấy thì bác lấy cái gì? Nhiều lúc người Việt mình cứ thích, hay là các bác cứ thích ra hiệu ngay đây mà mua cái mấy con này 2-3 triệu 5-3 triệu hoặc là 100%, làm sao bằng nó được bác, thương hiệu nó là đẳng cấp rồi. Ok chưa, đẳng cấp rồi chưa? Đây em bỏ cái tem này ra em dán ra ngoài, vì là ghi suy dán vào đây cái này nhiều lúc nó mất. Đợi em chút nhé, đợi chút này, con này trên kênh là số 340 giá 2,9 triệu các bác ạ. Cái cơ hội để bác được hưởng những cái giá này thì nó quá ưu đãi. Con này bác nhìn, con này bác nhìn đính đá nhá, đến 8 viên đá bác ạ, 1 2 2 4 6 8 ở ngoài nữa nhá, tiếp tục đính cái đá các bác nhé. Mà thương hiệu này thì không phải là thương hiệu rẻ tiền, được chưa ạ, thương hiệu đẳng cấp của nó mà hàng xịn luôn nhá. Đấy con này trên kênh giá số 340 2,9 triệu để bác 19 cho nó nhanh nhá. Còn hộp đấy, đây cho nó dễ chứ không bây giờ nhiều lúc rồi mà em đi chậm như này quá, đi chậm quá là cái lúc không bán được hàng đấy, rất là mất việc, được ít đít được ít clip. 19 tiếp tục còn nữa cho bác. Nên là ôi dồi, các thầy thì xem thầy bỏ hết ra ngoài của em, hôm nay thì chết bố em rồi, đồng hồ nhảy hết ra khỏi hộp. Tiếp tục một con này nữa, ôi dồi, con này xinh nhá, con này bác nào tặng nữ này, lắc xinh này, máy xinh này, mặt hồng này, đẹp chưa? Số 120 giá 400 để bác 200. Nhá. Rồi, nhanh. Đi cho nó đi cho nhanh. Tiếp tục con Casio. Casio nữa, Casio 105. Giá đây, ôi trời ơi, nhìn này, nguyên siêu nguyên hộp này, hàng ấy hàng nước ngoài về nó thế này các bác nhé, nguyên siêu nguyên hộp. Ok chưa, đấy này để nguyên này, nguyên siêu nguyên hộp để cho bác mức giá là 1 triệu à, ý là để giảm nhá, cái này đi. Đây, bên này 150 để cho bác 1 triệu ba đi, một bà nhé, quá đỉnh. Con này, con này không phải nói nhỉ. Con này thì nói gì, nữ làm đẹp hết. 13 đây, một con Rolex số 180 giá 3,2 triệu, 3,2 triệu thì còn 22 nhé, 22 đấy. Tiếp tục cho con bác con nữa, con gì đây, con này là con Senko, con Senko Agutic SS 25 chân kính thép trắng luôn, dẹt thép trắng nha. Con đời, đời con này lại thiết kế khóa khóa bảo vệ dấu thụt đấy, nhìn đẹp chưa? Ok đây, đây con này số thứ tự là số 131 giá 23 để bác 1,5 triệu. Đấy mà, để bác 1,5 triệu nha.
vẫn chạy bình thường bác nhá. Hàng quá đẹp cho bác, đẹp xuất sắc cho bác luôn. Ui chà chà, lên một con này Thụy Sĩ rồi. Lâu lắm mới được một em t-shirt. Nhấc cái đã chạy luôn. T-shirt dây bạc. Ôi các bác ạ, bác thích đeo dây bạc này bác đeo, mà bác không thích đeo dây bạc thì về bác thay dây da nhé. Thì các bác, em t-shirt này bác nhìn chưa? Con này automatic. Ai dồi ôi, đế con này đế cốp bác nhìn này. Cốp bác nhìn này. Em t-shirt mặt vuông nhá. Con này đeo thì có là địch sự sang trọng này. Em lau hết cho bác nhìn. Vuông thép này. Em t-shirt này. T-shirt Aquatic T-shirt con này mức số 135, giá 4,8 triệu. T-shirt thì nói là cái gì nữa bác, 4,8 triệu. Ok chưa? Để giảm cho bác còn 38. 38 T-shirt nha, đây là T-shirt đấy ạ. Đỉnh của nó đấy ạ, đỉnh của đỉnh đấy bác. Tiếp tục một em nữa, Navra. Navra gì đây? Nhìn đẹp chưa? Lung linh luôn nhé. Số 106 giá 1,5 triệu. Để bác 800. Đấy, kim giọt nước này, bác nhìn này, đính này. Con này tất cả các mặt đính đá hết nhé. Con này bác nhìn ở dưới điểm này. Mau vào SS máy Thụy Sĩ luôn nhá. Điểm 6 giờ ấy. Cho nó nhanh. Để lướt qua em nhìn thấy gì em đọc cho các bác thì thôi cho nó nhanh. Tiếp tục ở một con gì đây? Một con Mercedes. Nhìn em nhìn thấy cái logo em cứ tưởng là Mercedes Benz đúng thật. Các bác nào gọi thông cảm, Mercedes Benz nhé. Số thứ tự là số 54 giá 800 để bác 600. Con đồng hồ này của Mercedes nha. Mercedes Benz. Nói thế cho nhanh, đây logo cả đằng sau luôn. Tiếp tục cho bác cái con nào nữa, lên một con nào khủng khủng. Đây cho các bác con này đỉnh. Con này chắc là ít có lắm. Khó mà kiếm lắm đấy, có tiền chứ chắc là kiếm được em này bác. Đấy, đây. Tiền chứ chắc là kiếm được em nó đâu. Nhìn chưa? Con IK chưa? Đẹp chưa ạ, xinh chưa ạ? Ý, con này mới đỉnh này bác này. Quá đỉnh luôn này. Máy như thế này. Hàng châu Âu thế này các bác cần ngần ngừ hay cứ ra hiệu để mua. Con này trên kênh là 3,9 triệu đúng không? 3,9 triệu thì để các bác 29 28 thay số 9 đi. 28 nhá. 28 nhá. 153 39 để 28. Con này mà các bác cần ấy đỉnh chưa? 28. Những dòng này không kiếm được đâu bác ơi, đặc biệt là cái mặt màu vàng kiểu này. Vàng nó sang lắm nhìn này. Không kiếm được đâu. Này cho tặng thích đi. Đấy. Các bác nào không biết thì bác chụp ảnh gửi Zalo cho chúng em được. Còn ít nhất là nó phải có số thứ tự. Con 161 giá 1,2 triệu. Dây đờ mi, dây xương cá, điểm chỉ vàng. 1,2 triệu. Đây, số 161, 161 triệu 2 nhé. Để cho bác 800. Thôi 600 thì nhanh. Ui thật chà. Một em khủng. Một em khủng luôn. Con này mới khó kiếm này bác ơi. Bác nào tay tay to chơi con này cho em đi. Con này em đảm bảo không có chuyện đụng hàng. Đây ạ, giá của bên nước ngoài đây ạ. Vẫn còn nguyên. Bác nhìn chưa? Con này là bản giới hạn đấy, không phải đùa đâu bác ơi. Được chưa? Đây. Giới hạn này không có được giả nhé. À không có chữ limited. Nhưng mà nhìn là không có.
Nó phải có limit từ cơ. Hôm trước em có một con limit từ con này ghi đến 10 AT cơ mà. Sau dây này. Dây zin luôn, số 43, giá 2 triệu 9. Mặt này, mặt là hình đầu lâu xương chéo. Uy quyền, quyền lực. Uy quyền quyền lực của người ông. Nói thế các bác chạy hết mất dép. Thôi em bóc nhé, em bóc cái tem đi nhé. Bóc cái tem nó đi cho bác nhìn nó dễ luôn. Đấy. 19. 10 triệu để cho bác 1 triệu 9 nha. Bây giờ 19 em xem con nào khủng khủng em cho đi cho bác thích. Nó chất chất rồi cho bác đi cho thích. Đấy. Tiếp tục lên một con 164. 164 giá 2 triệu 9. Để bác 1 triệu 9 luôn nhé. Để ghi luôn giá 1 triệu 9 này. 19 cho nó dễ. 164 29 để 9. Con này bác có biết con gì không? À. Còn lúc nào các bác chơi bác phải chơi những con độc này. Đây này bác này nhìn này. Có khi hay đâu con hay đâu trước em quay cái này các bác để ý bác lại thấy nó bẩn. Đây là keo băng dính bác nhá. Này. Băng dính này. Này sờ dính cái tay này. Băng dính cái bên cái bác lột đi. Chưa? 164 để bác triệu 9 này. Con này cơ auto tự động này. Dòng này mới hiếm này. Nhiều bác cứ mẹ, chơi những con nhiều con chơi những cái loại mà người ta không kiếm được nó mới là độc chứ kiếm được thì bình thường. Auto tự động nhá, cứ chạy luôn, lắc cái chạy luôn. Đấy, nó phải lắc này. Lắc thì nó lên cót đấy. Con này mít Marcel hay Mistral gì đây? Mirex hay gì có quái gì đọc méo cả mồm. Mình chả biết đọc tiếng Anh. Ủa bác ngày xưa có tiền đi học tiếng Anh tí bây giờ tốt không? Ngày xưa có tiền đi học tiếng Anh rồi. Đấy, mới nhìn nhé. Nhìn con này, những con này nó phải lắc. Họ lắc. Đây. Đấy, chạy rồi. Đấy, những con này về các bác muốn về thì bác lau dầu đi. Ra thợ cho người ta lau dầu. Mỗi triệu 9 thì để cho 18 thì khỏi 1. 16 đi, hỏi 19 thì 1 triệu 6 nhá, chữ số 9 thành số 6 nha. 1 triệu 6, xong phim. Được chưa? Thế cho nó sướng. Tiếp tục với một con chảy tia này nữa, giá 3 triệu 8. Senko nhá, để cho bác 28. Chỉnh bút luôn. Đấy, 38 28 nha. Con Senko cơ, con này thì báo cáo các bác là thép trắng hết nhưng mà đời bác nhìn nhá, bác chú ý từng đời chứ không phải tự nhiên. Những đời trước nó chỉ có hơn 2 triệu mà sao con này hơn 3 triệu, nó tùy từng đời nhá. Con này còn mặt chảy đi, mặt chảy tia hết. Bác nhìn Senko 5 này, lịch này, thép trắng này, con này càng dùng càng bóng, lộ cơ này. Bác nhìn này, cái số nó dập luôn hết cả trên cái quay này. Để nó ăn theo quay quay trái quay phải không lệch với nhau đấy. 167 giá 3 triệu 8 để 28. Ôi mà thấp xuống đi để cho bác mức giá 26 đi cho sướng. Em tụt xuống cho sướng nhá. 26. Được chưa bác? Nghỉ thôi nhá. Hay nữa. Làm vài con nữa cho sướng nhỉ. Sang một con Rado đến từ Thụy Sĩ đi xem nào. Giá 3 triệu 9. Đây. Rado đến từ Thụy Sĩ giá 3 triệu 9. Đấy. Để cho bác 29. Mà 28 thì mấy con kia vừa 28 tất thì 28 nhé. 28 luôn, ghi luôn 28 nhé. Số 551 3 triệu 9 để 2 triệu 8. Nhìn đáy đây. Đó rồi nhé, chưa chạy nhé. Lắc thì chạy luôn. Đó, chạy chưa? Chạy luôn rồi. Em chạy luôn rồi, con Rado này. Hàng của Thụy Sĩ à. Đúng rồi, con này Thụy Sĩ. 28. Quá đẹp dây này. Rồi, em chào các bác.